Mình là Ngọc Anh. Mình là Minh Anh. Mình là Thu Hoài, 21 tuổi. Chúng mình đều đang là sinh viên năm cuối, hiện đang học tập và sinh sống tại thành phố Hà Nội. Xin chào, mình là Việt, 27 tuổi. Hiện thì mình đang làm ở một công ty Hàn Quốc tại Việt Nam. Các bạn, mình là Diệp Dinh, 22 tuổi. Hiện tại thì mình đang là freelancer tại Hà Nội. Chúng mình đều đã có chứng chỉ tiếng Anh. Tuy nhiên, vì chúng mình muốn nâng cao năng lực cạnh tranh sau khi ra trường, bản thân đều là những người rất thích K-pop và muốn tìm hiểu thêm về văn hóa Hàn Quốc, nên chúng mình đã quyết định học thêm một ngoại ngữ nữa, đó là tiếng Hàn. Mình muốn học tiếng Hàn để có thể giao tiếp với sếp, đối tác, có một mức lương tốt hơn, có thể thăng tiến trong công việc cũng như là tiến tới làm việc ở nước ngoài. Mình có cơ hội được tham gia một diễn đàn nghệ thuật tại Hàn Quốc. Chính vì vậy, mình học tiếng Hàn để có thể giao tiếp dễ dàng hơn với những người bạn ở đó. Còn mình biết tới Sa Lan thông qua lời giới thiệu của một người bạn. Bạn ấy đã thử học qua 2 khóa và thấy tương đối hiệu quả nên đã quyết định giới thiệu cho bọn mình. Mình biết đến Sa Lan là do có một đối tác giới thiệu trong một lần gặp mặt. Mình biết đến Sa Lan qua cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc. Hiện tại thì chúng mình đang học ở Sa Lan theo hình thức học nhóm. Đối với mình thì hình thức này vượt trội hơn rất nhiều so với các hình thức truyền thống. Vì bản thân mình là người có nhà ở ngoại ô, thế nên khi mà học ở trung tâm thì mình sẽ mất rất nhiều thời gian để di chuyển từ nhà đến nơi học. Học ở Sa Lan thì mình có thể học ở bất cứ đâu. Hơn thế nữa, việc học qua Sa Lan rất linh hoạt về mặt thời gian. Chúng mình có thể hẹn nhau học nhóm ở bất cứ thời gian nào và có thể tránh được với lịch học ở trên trường của chúng mình. Mình chọn Sa Lan vì Sa Lan có các khóa học đặc biệt thiết kế cho từng mục đích riêng, cũng như là có những giáo viên người bản xứ có phát âm rất tốt và có rất nhiều lợi ích trên một mức giá khá là phù hợp với mình. Sa Lan khiến cho mình rất yên tâm vì hầu hết giáo viên ở đây đều là người bản xứ và họ còn có thể nói tại tiếng Việt. Chính vì vậy mình có thể học được cách phát âm chuẩn hơn và hiểu bài dễ dàng và nhanh hơn. Để chuẩn bị cho chuyến đi thì mình cũng khá bận, tuy nhiên với lịch trình linh hoạt của Sa Lan thì mình có thể học mọi lúc mọi nơi. Nếu bạn đang cân nhắc học tiếng Hàn và cũng muốn tiết kiệm thời gian như chúng mình thì chúng mình khuyên các bạn hãy học thử cùng Sa Lan nhé. Mình chắc chắn là sẽ giới thiệu Sa Lan cho bạn bè và đồng nghiệp của mình. Hiện tại mình đang đăng ký khóa tiếng Hàn du lịch, vì vậy nếu các bạn muốn chuẩn bị cho chuyến đi của mình tới xứ sở Kim Chi thì hãy lựa chọn Sa Lan nhé.